Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình à, Trong video ngày hôm nay mình sẽ đầu tư một cái đồng mới các bạn Mình target cái uh, mảng low cap Để có khả năng uh, 10x bạn Có thể mình tăng 10 lần cái tài sản mình đầu tư Thì uh, trước khi vào video mình sẽ xin nhắc lại là Mình chỉ chia sẻ những trải nghiệm của mình trên thị trường nhé Và không được cho là lời khuyên đầu tư các bạn phải tự nghiên cứu trước khi đầu tư bất kỳ một coin nào. Rồi, à, uh, trước khi vào video mình sẽ nhìn sơ thị trường. Uh, cái bên này nó khác bên bên uh, bên này. Bên coin mà cap. Bên này là 56.000 thì mình sẽ nói bên này dễ hơn. Nó nó update nhanh hơn. Bitcoin là giảm 4.46% 24 giờ. Ethereum cũng uh, 3.64% giảm. Binance coi cũng xem xem. Cardano thì giảm mạnh hơn một tí, 6,74%. Đó ok, mình sẽ đi vào biểu đồ của Bitcoin xem. Đây biểu đồ Bitcoin. Thì Bitcoin đã đâm thủng cái đường trend line này, đang đi xuống dưới vùng này các bạn. Mình nghĩ là tốt nhất là nên xuống vùng 54 54.000. Tại vì sao? Tại vì mình cần thêm một cái cột ở đây nữa các bạn thấy nhé mình có một cái cột ở đây này một này hai này một cái cọc hai cọc mình cần thêm một cọc nữa cần ba cọc để khi mà nó tăng được nó sẽ mạnh hơn các bạn ví dụ như là các bạn nhìn ở đây nhé à, cái vùng này nè nó có một cọc này hai cọc ba cọc khi nó nó lên nó lên rất là nhanh rất là là là, là, là mạnh thì để mình xem nó lên bao nhiêu phần trăm 30% các bạn. Đấy. Thì nếu mà Bitcoin nó xuống được cái vùng 54 này, nghìn này thì khi nó búng lên đấy thì mình xem nó lên 50 30% thì nó được bao nhiêu. Đấy là khoảng trên 70.000 các bạn nhé. Đấy. Nên mình nghĩ là tốt nhất là nên nên xuống tí nữa. Xuống cái vùng này. Để khi mà nó bung lên nó sẽ bông mạnh hơn. đó đấy là Bitcoin. À, tại vì lúc bitcoin đợt này ấy, đang bị giảm tại vì thị trường uh, chứng khoán cũng giảm các bạn thị trường chứng khoán nha để mình vào mình xem thị trường chứng khoán này um, Dow Jones đi Dow Jones này là Dow Jones giảm các bạn nhé 5 ngày một tuần này 5 ngày là giảm uh, âm 234 điểm Đấy, nên nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường crypto thì mình xem chờ đợi những cái tuần tiếp theo xem thị trường chứng khoán nó tăng lên không thì nó sẽ tăng theo thôi rồi bây giờ mình qua bên Cardano xem tình hình Cardano như thế nào Cardano bây giờ đang ở khoảng 1 đô 18 và ở đây nó có một cái đường uh, móng rất là là chắc này mình thấy khá là chắc này một này hai nó đi qua rất là nhiều thứ nhiều khu thì mình nghĩ là cái này khá khá vững Đấy. nếu mà nó đâm thủng được cái móng này thì mới mới đến cái móng này nhưng mà mình nghĩ là khó khó để thủng thủng vào cái cái, vùng này Đấy. Thì mình đợi tình hình của Bitcoin trong những ngày tới xem như thế nào xem bitcoin lên đấy thì những cái đồng khác mới lên thôi còn bitcoin mà giảm tiếp thì khả năng là nào cũng sẽ xuống được cái vùng này đấy ví dụ mình quay lại bitcoin nhé nếu bitcoin rơi xuống được cái vùng này á thì khả năng cao Cardano là cũng có thể xuống lại những vùng này đấy vùng tiếp theo để mình xem là vùng nào vùng tiếp theo là vùng này vùng này là bao nhiêu đô 1.10 này Đấy. Thấy thì mình sẽ chờ đợi xem tình hình Bitcoin như thế nào Ok thì bây giờ mình đi vào luôn là cái đồng mình sẽ mua hôm nay Là cái đồng này các bạn Tiso Tiso token Tại vì mình đang tìm những cái đồng mà có lâu cáp Đây các bạn lâu cáp Có nghĩa là cáp chỉ khoảng 10, 20 đến 30 mil Million đấy thì nó có tiềm năng tăng 10 lần rất là cao. Ví dụ như 10 lần ấy, thì nó chỉ mọi kỳ khác của nó chỉ sẽ tăng lên là 250 ml đúng không? Thì nó dễ rất là dễ so với những cái đồng mà uh, ví dụ như đồng mà mình vào đây. Những cái đồng mà ở trong top 10 này nó sẽ tăng rất là thấp. Ví dụ Cardano hay là Ethereum nó, nó nó tăng gấp 3 lần là mình thấy là khó khăn rồi. Ví dụ Cardano lên được 3 đô là mình thấy là cũng khó khăn rồi. Đúng không? Nhưng mà những cái đồng mà lâu cap như thế này nè Thì tăng gấp 10 lần là chuyện bình thường Chuyện bình thường các bạn Mình lấy một ví dụ là cái đồng mà Harmony One đi Là cái đồng mình mình đã thắng rồi Nó đã tăng gấp trên 5 lần rồi Đó rồi bây giờ mình vào Harmony One nè Đây Hôm nay vẫn tăng tiếp các bạn nè 24% nè Đấy nên cái Những cái đồng mà lâu cáp nó cực kỳ lợi hại rất lợi hại các bạn. Rất lợi hại đây. Đây là cái đồng Harmony One. Đây là một trong những cái đồng mình thắng mạnh nhất. Mà thời gian để mình chờ đợi thì cũng không quá lâu. Để mình xem là mình mua này mình mua rồi khoảng 0.24 này Lại vùng này là vào khoảng ngày 28 tháng 2 đại cuối tháng 2 các bạn bây giờ là mới chỉ khoảng 2, 3 tuần thôi Đấy, 3 tuần thì nó tăng trưởng bao nhiêu mình đo nhé và nó lên đỉnh mới của nó là nó đã tăng 500 phần vậy và đấy chưa có nghĩa là nó tăng 5 lần rồi đấy. Đấy. Và mình đã chốt lời rồi. Khi ở đây mình đã chốt lời rồi. Mình rút về vốn rồi. Còn bây giờ là là tiền lời thôi. Thì mình đang đợi nó lên tiếp là... là lên cái vùng 2 đô. Đấy, mình sẽ chốt lời tiếp. Lên cái vùng 2 đô. Đấy, lên khoảng đây. Không phải 2 đô mà 0.2 đô các bạn. Sorry. Đấy. Thì những cái đồng mà low carb đó, nó 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 khả năng thì tăng như vậy. Tại vì lúc mình mua cái đồng này là nó cám nó cũng cũng khá cao rồi đấy, là hai hơn 200. 200 mil các bạn. Rồi bây giờ cái đồng này mình nói thêm về cái đồng này. Không mình mình mua trước đã. Mình mua trước rồi. Thì mình, mình thích cái đồng này nữa vì mình có thể farm ở trên bank swap các bạn. Đây cho các bạn xem, đây. TSL này. Đấy, coi là mình bắt cầu qua được. Từ Binance swap. Đấy. Đây mình rất là thích như vậy. Rồi bây giờ mình mua được mình mua mình mua khách này, nó đang giảm giá này. Đấy mình sẽ mua được nhiều hơn. Mình nghĩ là mình sẽ đầu tư 60 60 đô. Mình sẽ vào trong Venus. Mình sẽ vay 60 đô borrow market mình vay uh, vay thêm đồng nào nhỉ? Đồng này đi, BSD đi. Mình click vào đây. Xong mình bấm vào borrow. 30 đô, borrow. À 60 đô, yeah, sorry. borrow. Rồi mình confirm. thì mình sẽ quay lại ban cái swap mình mua khách xong mình stake thôi thì có lần mình mình bắt cầu qua thì những cái đồng uh, mới low cap thì nó sẽ rủi ro đúng không thì rủi ro thì mình sẽ giảm rủi ro bằng cách mình bắt cầu cái đồng uh, ban cách thì nó lâu đời hơn rồi nó sẽ an toàn hơn đấy ôi rồi bây giờ mình mình vào đây chứ mình mua khách nhé transfer nè rủi ro duy nhất là cái sàn khách nó bị sập thôi thì uh, đấy thì nó bị hack một lần rồi đấy nhưng mà vì nó hack nên cái giá nó thấp xuống nên mà mình mua vào nó sẽ tốt hơn thì nó luôn luôn có rủi ro mình chấp nhận thôi các bạn chấp nhận thôi đầu tư cái gì nó cũng có rủi ro hết quan trọng là mình chấp nhận cái cái phần trăm rủi ro bao nhiêu thôi bây giờ mình sẽ chọn cái đồng mà BUSD nè xong bên này mình chọn À, x à nhầm nhầm khách chứ, khách nè rồi maximum mà mình được 6,1 khách luôn nè hãy lời hơn một tí rồi swap confirm swap confirm rồi bây giờ mình sẽ vào trong cái pool này mình không có farm mình các bạn nhé từ farm mình mình sẽ mất uh, impermanent loss đây cho mình các bạn xem nhé farm mình thì nó cho phần trăm cao hơn nhưng mà nó bị impermanent loss nên mình không thích lắm nên mình chỉ đánh bên uh, bên uh, pool này thôi thì có gì mình khách uh, nó nó tăng giá gấp đôi chẳng hạn thì mình bán một chút lời tí mình sẽ rút vốn với ban đầu về thôi bây giờ mình sẽ approve cash nè rồi confirm nè này. này cái đồng này là hôm qua mình ấy nè đấy nó được ba uh, phép đồng này rồi nè <laughs> chỉ có khoảng hơn mười mấy tiếng 10 tiếng ờ ừ. 11 12 tiếng gì đấy. Rồi bây giờ mình uh, bấm dấu cộng này. Maximum này. Confirm. Confirm. Rồi. Đấy thì mình vẫn thấy thích cái 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 sản ba cách swap vì thế, nó cho mình cơ hội để đánh những cái đồng mới, cái đồng mà low cap ấy. Và những lâu cáp thường nó sẽ cho mình cái tiềm năng là gấp 10 lần. Đấy, ví dụ như là đồng này chẳng hạn nó khả năng 10 lần hoặc có khi có trăm lần nếu mà mình mình vào sớm hơn tí ví dụ nó mà gặp khám nó chỉ có khoảng 10 mil chẳng hạn đúng không 10 mil thì, thì thì nó lên 100 mil là 10 lần rồi mà nó làm nó lên 1 billion đấy thì mình 100 lần đấy quan trọng là mình có hold đến đấy không thôi đấy. rồi bây giờ quay về bằng cách swap xem nó chạy chưa detail nè. Rồi rồi nó đang chạy nè, stack nè, này. 6 nè. Đấy, hôm qua mình mua gì chỉ được có 5,9 phích nè, hôm nay mình mua lời hơn nè. nhờ nhờ giá khách nó giảm. Rồi, thì mình sẽ cho vào trong cái bộ portfolio của mình là TSL nè. À XL. Cái đồng này tên là gì? ISO token copy đi ISO token giá bây giờ là bao nhiêu? 0.48 0.48. Đấy, cái đồng này mình sẽ target lệnh là, là gấp 10 lần các bạn. Đấy. Mình sẽ target gấp 10 lần. Tại vì market cap rất thấp Nó tăng lên uh, Lên uh, Có 10 lần rồi đó Khá easy Khá dễ các bạn Rồi bây giờ À số lượng Bấm nhầm rồi Số lượng là Chưa chưa farm được Thì cho là không đi Giá là 0.48 Còn cái, cái, cái đồng này Mình chưa ghi giá vào đây Hôm qua mình farm COS xem bao nhiêu. OS 0.03 ở ừ, 0.03 cái đồng này cũng lâu cáp này cái đồng này thì thì khó để thăng 10x nhưng mà mình nghĩ là 5x là cũng cũng khó khả năng tùy tùy vào cái cái cáp mà mình sẽ target khác nhau các bạn nhé càng lâu cáp thì mình càng target cao và mình đầu tư càng ít tiền đấy cái lợi hại của của đầu tư qua bên uh, low cap là như vậy. Còn hai cap ấy, ví dụ như những cái đồng mà uh, top 10 này này thì mình phải đầu tư nhiều tiền nhá, như Cardano mình đầu tư phải nhiều tiền nhá. Đúng không? Sẽ nhiều tiền hơn. Là 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 những cái đồng low cap. Low cap mình chỉ đầu tư khoảng uh, đấy, 30 đô, 60 đô nhá thế thôi. Bây giờ mình qua bên uh... à 0.03 này, 0.03 này 0.34 đi, rồi ok Đấy, 0.034 này Đấy, hiểu thì, thì mình đã, mình hôm qua giờ mình đã được 0.11 đô rồi Đấy, thế thôi, cứ tốt tắt thôi Mà nếu cái này nó tăng lên gấp 5 lần Là nhân cái này lên 5 thôi Mà nó cứ pha mình, nó đang pha mình Rồi, bây giờ mình uh, Quay về Rồi Xem còn cái gì để, để Để, nghiên cứu không Quay về nói về Bitcoin đi À nói về thêm cái đồng này nhé Đây Các bạn có thể vào cái thang chủ của nó Các bạn nghiên cứu thêm Các bạn mình chỉ chia sẻ trải nghiệm nhé Mình không có khuyên các bạn đầu tư Đã, Mình chỉ làm cái gì thì mình chia sẻ thế thôi Còn các bạn khi mà đầu tư Các bạn phải nghiên cứu rất là kỹ Tại vì tiền của các bạn chứ không phải là của mình Nếu các bạn mất tiền thì thì các bạn mất chứ mình đâu mất gì đâu đúng không? Đấy, nên các bạn phải nghiên cứu rất là kỹ. Thì các bạn có về vào trong này mà các bạn nghiên cứu này. Nó có white paper này. Này các bạn tự đọc. Đấy. Mình không nói nói cụ thể trong này. Tại vì nó liên quan về vấn đề kỹ thuật thì mình cũng không hiểu lắm về kỹ thuật. Rồi bây giờ mình quay về, mình chủ yếu là mình nghiên cứu cái cái gì nhỉ? cái market cap và cái tiềm năng trong tương lai thôi. Rồi, bây giờ mình qua quay lại để mình nói về cái đồng này. Về Britney. Đâu rồi? Nó không có chạy. Nói về token đi, Nó đang bị, bị đứng đứng hình các bạn Không chạy gì hết. Rồi ok, quay về trang chủ đây. Made, made in Germany. Đấy cái này là là của 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 Germany. Của Đức nên mình cũng khá thích. Và các bạn có thể đọc ở phần roadmap này. Từng bước nó sẽ đi như thế nào. Đấy. Là nó có roadmap đàng hoàng Rồi Vision oh, vision của các bạn này Là sẽ có một cái cross-chain liquid pool For decentralized chain Và sub-below fee Đấy, Super Low Fee Metamask này, có, có có thể sử dụng Metamask này MFC Payment Using NFC Auto Swap Spago Coin Banking Nói chung là cũng phấn khởi rồi, Có thể nè, có thể mua ra những cái sàn này Rồi bây giờ Các bạn có cái gì nữa Đây là những, những cái điều các bạn làm rồi này Bây giờ mình đang ở Q2 nè. Chuẩn bị qua Q2. Rồi bây giờ tiếp tục Next. 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 À, nói chung là năm nay cũng có, có, nhiều khá khá nhiều tiềm năng để phát triển. Thì mình nghĩ là nếu những cái bước này nó nó hoàn thành ấy thì giá nó cứ tăng dần thôi. Nó tăng dần theo theo thời gian và mình sẽ hold đến khi mà mình nghĩ là mình sẽ hold đến cuối chu kỳ của tăng trưởng của bitcoin thì mình mới bán các bạn đây nhé thì những các bạn nào mới thì mình nói lại là uh, bitcoin ấy sẽ có chu kỳ vì sao mình nhắc đến bitcoin thì bitcoin sẽ là cái đồng cái đồng như là mặt trời ấy bitcoin xuống thì tất cả các đồng đều xuống mà bitcoin lên thì tất cả các đồng đều lên Đây bitcoin là mặt trời các bạn những cái đồng khác ấy, sẽ quay quay theo Đấy Và cái chu kỳ tăng trưởng của Bitcoin ấy, Thì Mình nghĩ là mình đi được nửa đường rồi Mình chỉ còn khoảng nửa đường nữa thôi Thì khoảng cuối năm nay Tầm tháng 9, tháng Tháng 11, tháng 12 gì ấy, Là mình nghĩ là mình sẽ lên đến đỉnh Nó có thể sớm hơn, có thể chậm hơn Thì tùy vào thị trường Đấy Nó có thể lâu hơn chẳng hạn Nhưng mà mình sẽ hold đến khi mà nó lên đỉnh Của Bitcoin thì mình mới bán hoặc là nếu, nếu nó lên được uh, gấp 10 lần thì mình bán Thì mình target của mình là 10 lần mà Còn khi nó hơn lên hơn thì mình uh, lại tiếp tục chốt lời thôi Rồi ok, thì video mình đến đây kết thúc rồi Nếu các bạn cảm thấy phấn khởi thì cho mình xin một like Nếu không thì uh, cho mình xin một dislike và comment ở bên dưới Cảm ơn các bạn